Chào mọi người, mình đang ở khu quầy nướng BBQ tại Vinhome Ocean Park, quầy nướng khu biển hồ, khu hồ nước ngọt Ngọc Trai. Đây là khu các khu vực quầy nướng này, khu công viên. Đây là đảo Ngọc Trai, căn biệt thự đơn lập. Đây là hồ nước ngọt. Phía xa chính là khu hồ nước ngọt đây. Xa xa mà có ánh sáng đấy là quảng trường Cá Heo. Và bên này chính là khu nhà phố Hải Âu, khu đang tổ chức cái sự kiện bàn ăn dài nhất Việt Nam của Coca-Cola đồng hành với Vinhome Ocean Park. Cạnh đấy sẽ là khu biển hồ nước mặn 6,1 hecta, điểm phải đến của Vinhome Ocean Park. Phía bên này chúng ta thấy khu sao biển, biệt thự sao biển. Ở giữa hồ này có cái biểu tượng cánh buồm. Giữa lòng hồ chính là các căn biệt thự đơn lập dãy 01 đảo Ngọc Trai. Đó, đây là cận cảnh. Xa xa là các cái tòa chung cư Sapphire S 10, 11, 12, Sapphire S 7, 8, 9. Phía này chính là khu vực trung tâm, dãy phố ăn chơi trong tương lai với các cái tuyến phố đi bộ kinh doanh 24 giờ, và cái đường gọi là biệt thự ven biển đẹp nhất của dự án, thiết kế cong hình cánh buồm, bãi cát trắng. Thank you.